Đêm giao thừa, người dân khắp các nơi trên cả nước như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ đã cùng nhau xuống phố đón năm mới Nhâm Dần với niềm hy vọng an lành, nhiều may mắn, làm ăn hanh thông hơn. Tại Đà Nẵng, 21 giờ đêm, đường phố hốt đông nghịt người. Ghi nhận của phóng viên, bên cạnh những người tất bật chờ chậu hoa cuối năm về trưng Tết là nhiều người dân khác cùng gia đình đổ ra đường du xuân, thưởng lãm đường hoa và không khí giao mùa. Tiết trời Đà Nẵng đêm giao thừa khá lạnh, đôi lúc có mưa nhỏ nhưng cũng không khiến những đôi chân háo hức đón xuân chùn bước. Đôi bờ sông Hàn đến khoảng 21 giờ 30 có khá đông người dân dạo chơi đón Tết. Một điểm check-in mới nổi tại Đà Nẵng là công viên Apex giai đoạn 2 rất hút khách vì thiết kế tầng 1 khép kín. Tại đây, người dân thỏa thích ngắm những tấm ảnh trong triển lãm quận Hải Châu 25 năm thành lập và chụp ảnh bên những cây mai đào cùng đèn điện trang trí ấn tượng. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.